บางทีแม่ผมวิเคราะห์ต่อที่ต่อแม่ผมก็สื่อที่ต่อแม่ให้กันví dụ như mình đã có là cơ ngang cấp hoặc là những khó thở thì xử lý bằng còn cát và mình đã sử dụng thuốc dạng thuốc giảm thực quản mà trong phim ảnh này hay thôi là những chai xịt hoặc là máy phun khí dung đó. Còn nếu mà em gặp mà khó thở thì nhìn vào mà tắt ngẽn nào hoặc thực quản thì xử lý là thôi em phải làm một đường thở mà cái này em thấy lớn phim hết tất cả những phim mà phim của Mỹ thì có nè có phải là gặp những tình huống hen mà gọi là gây cấn tức là từ bệnh lên cơn hen di chuyển vào đâu hít phải lên cơn hen mà không tìm được chai thuốc xịn đó hoặc trên xe hơi mà bỏ mới đó là cơn hen mà nó hoàn toàn khác là do có tắc đường thở lại nói rồi em cũng gặp cái phim mà nói về cái chuyện khó thở hít vào đó anh nhớ rồi cái phim liên quan cái lòng thám hiểm vậy thì em vào đường rồi bị giao cuồng cùng đó ở cuồng này thanh quản cho mình khó thở em thấy người ta xử trí đầu tiên ta làm gì em ta là người ta lấy cái ống tre mà hút vào đây thì thực ra cái liên quan mình xử trí phải là gì em nếu em là bác sĩ thì em bắt buộc em phải làm mở khí quản còn nếu không là em không tự thở không thở phía dưới là em cố định khí quản là sao ta nói lấy cái kim em chọc vào và cứu sống cho mình đó còn cuối cùng em thấy ta nói lấy mồi viết thì thấy buồn em chỉ cố định để tâm vào cái lỗ thì mình nhận ra thở qua đó rồi là đang cứu cho mình đó cái ví rõ ràng rồi mình dám làm từ đó khi nào em khi đó thì em không chắc chắn chứ mình làm mà không đúng cái đó là sao em ta thì em phải cần cái chi phí và làm cái bớt trên bớt trên người của mình. Anh nói vui vậy thôi chứ rõ ràng mỗi một bệnh là xử lý khác nhau. Mà lần này đặc biệt anh hay nhấn mạnh nãy giờ là vì sao? Đây là cấp cứu này. Em không làm nhanh người bệnh sẽ tử vong vài phút mà trước mặt em. Vì có thể người ta đã vậy người bệnh đã tím tái này, môi đầu chi tím rồi. Người bệnh khó thở, thở là nước lên. Em không xử lý nhanh là người bệnh tử vong còn trước mặt em. Khó thở thứ hai là khó thở thì thở ra. Chỉ khó thở thì thở ra là tắc nghẽn cơ thôi. Tắc nghẽn ở khí quản. Điển hình là gì? Bệnh ngang, cơ ngang hoặc là bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Biểu hiện khó thở thì thở ra là gì? Bệnh nhân cũng khó thở. Thường là bệnh nhân ngồi thở mà là cũng thường bệnh nhân cúi người ra trước. Co kéo cơ thấp phụ mà chủ yếu là cơ bụng nên mình gọi người bệnh là có kiểu thở bụng này và đặc điểm là gì cái thời gian gì em thở ra nó dài hơn thời gian hít vào em đứng gần em cũng nghe tiếng họ kè họ cử hoặc em đặt ống nghe lên buồng tử nha em nghe được tiếng tai nghe hoặc là tiếp nhưng mà chủ yếu thì là mình thở ra và đó là điển hình của em cái bạn này và đó là tắc nghẽn của cái bụng. Dạ nhắc lại khó thở thì thở ra thì người bệnh cũng khó thở cũng co kéo cơ phụ nhưng mà chủ yếu là cơ bụng này mình còn gọi là kiểu cơ bụng. Cái đặc điểm của khó thở thì thở ra này là em nhìn người bệnh á cái thời gian thì thở ra sẽ dài hơn thời gian thì hít vào em nghe khò khè khò cử như thế thì thở ra cái này có bằng một điển hình này sau này em thực tập ở khoa hô hấp em sẽ gặp cái kiểu khó thở thì thở ra và khoa hô hấp nào cũng có bệnh lý của khí quản cũng có hẹp khí quản cũng có tắc khí quản và em sẽ gặp được khó thở thở ra nhiều hơn lúc nào cũng có khoa một mình có cũng giống như mấy em là bây giờ mà nếu em đang thở bình thường này bây giờ kêu em cố gắng thở ra thật mạnh thật ít em thở một lát em phải thớp bụng để gì em để tăng áp lực của bụng tẩy cái hoành lên để khí ra. Vậy thì người bệnh khó thở thì thở ra thì người ta sử dụng cơ bụng như em. Em thấy là em đứng nhìn cái thức vào thở ra ngắn xích, thức vào thở ra ngắn xích và em cảm nhận được chuyện này khi em để lộ bụng được bụng và em thấy được điều đó. Thời gian thở ra nó dài hơn, em thấy được ngắn xích của người bệnh và tương ứng với cái đoạn ngắn xích đó thì em nghe được tiếng mắt, tiếng răng, tiếng khò khè khò cử vô cái bụng người nghe được ngáy là biết. Thì mai mốt em học bài thì biết mình thể lắm, học ta ngáy là biết. Và cuối cùng là khó thở hay tình tức là người bệnh sao em không có những đặc điểm mỗi lần khó thở thì hít vào không có đặc điểm mỗi lần khó thở thì thở ra mà khó thở không hay tình thì không thường người bệnh sẽ có kiểu thở gì không thường là thở nhanh lâu vậy thì mình sẽ gặp trong các bệnh lý nha bệnh lý của màng phổi vậy thì
đối với cái từ lý ôn tập có thở mình sẽ nhớ gì vậy? Nếu tắc nghẽn của đường hô hấp nào mà tắc hoàn bệnh nhân sẽ khó thở thì hít vào. Nếu tắc nghẽn của gì của đường thở dưới tức là của phế quản thì bệnh nhân sẽ khó thở thì thở ra. Nếu là bệnh lý của màng phổi, bệnh lý của nhu mô phổi khó thở là khó thở hay gì? Cái điều này nó quan trọng nhé. Quan trọng là đối sinh viên mà hay các anh bây giờ nữa. Tuy nhiên bây giờ thì anh đã làm nhiều năm chuyên ngành này. Tuyến trước một người bệnh khó thở thì chắc chắn mẹ mình chỉ cần quan sát người bệnh để anh nghĩ rằng ca này khó thở thì nào thì anh đã từng muốn được là ca này đó bệnh lý ở đâu rồi anh đó. Nguyên nhân khó thở thì mình sẽ chia là nguyên nhân khó thở cấp bản cấp và mãn tính. Khó thở cấp tính tức là khó thở từ mới xuất hiện vài phút đến vài ngày thì người ta chia các cái nguyên nhân đối với đường thở đó là gì mà còn là buồn đầy cũng thanh quản phía trên này. Nếu nhu mô đó là cái nhiễm trùng cấp tính của phổi đó là viêm phổi do vi trùng hoặc là nếu là nguyên nhân do tim thì đó là phù hợp cấp cho tim. Vì em mới bắt đầu học sinh sẽ có nhiều bệnh hoặc hội chứng hoặc là triệu chứng hoặc hay là bệnh lý nghe nghe được rồi. Ví dụ như phù hợp cấp em sẽ hiểu là gì? Phù hợp cấp hay còn gọi là chết đuối tình cạn đấy. Phù hợp cấp có nghĩa là gì? Là khi bệnh nhân suy tim cấp đó. Suy tim cấp khó thở nhiều, cái mức độ nhiều hơn của cái suy tim gọi là phù hồi. Em hình dung là ví dụ như suy tim, người mình đã suy tim anh lấy ví dụ người bình thường mình cái thách trái của mình co bóp, anh lấy ví dụ là để em dễ dùng là tống đi được 100 ml máu đi. Bây giờ người mình một nhát bóp không tống đi ra ngoài được 100 ml máu mình gọi là suy tim, tức là giảm khả năng co bóp, giảm cái thể tích, giảm cái khí thể tích máu bơm ra ngoài. Ví dụ giờ cơ tim của người bệnh này chỉ cần bóp ra ngoài được 40 ml, về ngày trước bóp nhát là tổng 100, bây giờ bóp ra được 40 thì cứ lại thôi, những câu chuyện cái tiếp ứng đâu, ứng tiếp cơ cơ tức là nhị trái, mà ứng nhị trái là ứng thôi ở bốn tĩnh mạch đổ về nhị trái và vậy nó làm tăng áp lực gì ạ? Tăng áp lực ở vòng tiểu tuần hoàn. Vì tăng áp lực ở bốn tĩnh mạch đổ về thì nó tăng áp lực ở đâu ấy? Ở mô kẽ phổi. Mà khi tăng áp lực trong lòng mạch máu như vậy thì sao em? Nước thoát ra ngoài. Em học sinh lý sinh lý bụng là gì? Lòng mạch máu là một phòng dịch. Lòng mạch máu có áp lực keo, áp lực thủy tĩnh. Áp lực thủy tĩnh do muốn thủy tĩnh. Khi tăng áp lực thủy tĩnh thì nước xuống thoát ra ngoài lòng mạch. Còn áp lực keo do ăn uống thủy tĩnh, khi tăng áp lực keo nó giữ nước lại trong lòng máu. Vậy thì ở bệnh nhân suy tim trái thì đó ứng máu ở vị trái ở tĩnh mạch ở mao màng phổi thì tăng áp lực thủy tĩnh nhé, thì tăng áp lực thủy tĩnh thì nước thôi thoát ra nó vào mô kẽ phổi tiếp tục thoát nữa mà thôi bằng các cái nang. Vậy thì có phải là người bệnh bị chết đuối được không? Vì đâu vậy mô kẽ phổi bình thường mô kẽ phổi là gì? Có những cái mạch máu để gì giống như là để đau ở tuyến của mạng thanh mạch, giờ mô kẽ đó thì không có dịch trong đó là bệnh nhân đã có thở. Giờ dịch tiếp tục vào trong cái nang nữa thì còn không khí đau ở tuyến này phải không? Như vậy thì cùng mọi cách là có nghĩa nha, anh giải thích để em hiểu nhanh cái bài này thôi. Chứ còn đương nhiên đi ba em đi học bắt đầu đi tim mạch, đi bốn đi tim mạch, em sẽ trả lời em sẽ học cái bài suy tim biến chứng suy tim rồi em học cùng mọi cách là gì, anh chẳng đó làm sao chi sáu em học điều trị của cấp. Nhưng bây giờ anh nói để em dễ hiểu cái bài này à. Khó thở cấp triệu nó màng phổi này tự nhiên tràn khí màng phổi mạch máu và viêm tắc phổi. Còn những cái bệnh mà gây khó thở mạng tính giống nó này, ví dụ như bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính, tức là những người bệnh mà hút thuốc này, khói thuốc lá nó sẽ làm viêm, viêm và người bệnh sẽ gì em sẽ ho càng đầm, vì viêm tắc tiết đầm bằng vậy sẽ ho càng đầm càng ngày. Và chuyện viêm đó nó diễn tiến trong nhiều năm, nó làm tái cấu trúc quả nghẹn từ từ,
từ từ giống anh nói này thì mở mình là mười nó còn 9.9, 9.8 phải lùi lùi vậy nè. Thì từ cái mức độ ngày càng tăng thì bắt đầu đến mức nào đó thì nó xuất hiện khó thở, mà khó thở nó chỉ từ 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 giống như nhóm mình mà con kẻ hỏi em. Vậy thì trong cái nhóm nguyên nhân khó thở là thế này, mình có khó thở cấp nè, mình có khó thở bán cấp, tức là vài ngày vài tháng, mãn tính là có thể kéo dài đến vài năm. Bán cấp đó là gì? Thường là thở cấp như bệnh phổi à, hoặc là nhiễm trùng phổi như rơi vô giống như vậy, nó diễn tiến chậm, ví dụ lao phổi, thấm phổi vậy, hoặc là viêm phổi như nó do nhóm tác nhân không điển hình nè, mãn tính gì này nó rồi như vậy thì cái khó thở có nhóm nguyên nhân khó thở cấp, có nhóm nguyên nhân khó thở bán cấp và khó thở mãn tính. Thì tiếp qua triệu chứng cơ thể thứ ba là triệu chứng ho. Trong các triệu chứng cơ thể hô hấp thì ho là một triệu chứng cơ thể hô hấp nhân tuần đặc nhất đấy. Là ta làm một hồi phủ tất cả người bệnh mà đến bệnh viện vì những cơ năng quá thì ho là một triệu chứng mà thường gặp nhất. Và đương nhiên ho là gì, là một phản xạ thôi, và động tác ho là động tác gì, là thở ra thật mạnh và đột ngột. Em là chứng minh gì đó là một phản xạ đấy. Và đương nhiên ho là để làm gì? Một phản xạ để bảo vệ đường thở. Cũng giống như triệu chứng hồi nãy mình học là đau bụng khó thở, mình sẽ xem hoàn cảnh khởi phát và thời điểm ho. Vậy thì có thể tự phát giống như ngoài em cũng tốt, hoặc có thể do tiếp xúc không khí lạnh hoặc khói bụi, hoặc là khi gắng sức, hoặc là mình gặp ho khi thay đổi tư thế nè. Và đây là một triệu chứng cũng tương đối điển hình nè, điển hình hay người ta gọi là triệu chứng chìa khóa, tức là ho khi thay đổi tư thế. Mình sẽ gặp trong trường hợp này càng nhìn vào hội anh gọi là triệu chứng chìa khóa là sao? Như vậy thì giống như anh hỏi bệnh nhân, anh hỏi vô anh hỏi một người bệnh, hôm nay vì sao anh đi khám, bệnh nhân nói là bác sĩ ơi sau 3-4 ngày nay tôi ho bác sĩ. Cái người sẽ nói tiếp là mà cái ho của tôi nó lạ bác sĩ, bây giờ tôi ngồi nói chuyện với bác sĩ thì tôi không bị ho, nhưng mà giờ mà tôi đang ngồi tôi nằm xuống tôi ho, hoặc tôi đang nằm vậy mà tôi ngồi vậy là tôi ho. Như vậy thì khi người bệnh khai tính chất đó, hoặc là anh hỏi người bệnh mà có được tính chất đó, thì vậy đi qua mình được gọi là ho can khi thay đổi tư thế. Và điều đó đồng nghĩa thì em trong đầu anh hiểu là đứng về mặt bệnh học, nhiều khả năng ca này có càng dịch càng đổi. Vì khi càng dịch thay đổi sao em? Cái lớp dịch cũng thay đổi. Ví dụ bệnh nhân đang nằm thì sao? Đang nằm nữa thì dịch thì em? Dịch nó nằm ở phía sau, nó chảy ra và nằm ra cái màng phổi phía sau. Khi bệnh nhân ngồi vậy thì sao em? Lớp dịch thay đổi và dịch nó tập trung vậy? Màng phổi thì em phía dưới. Và vậy nó tích tích như bình thường. Vậy thì nằm ngồi hoặc ngồi nằm thay đổi tư thế vậy thì bệnh nhân sẽ ho, và mình gọi là ho can khi thay đổi tư thế. Vậy thì trong khi em học triệu chứng học này, nó sẽ có những triệu chứng, nó có những tính chất gọi là mang tính chìa khóa. Chìa khóa nghĩa là thường có triệu chứng đó thì nó có cái hội chứng này, có cái bệnh này. Và khi mình biết được nhiều triệu chứng mà triệu chứng chìa khóa hoặc triệu chứng quan trọng thì sao em? Nó giúp cho bệnh sau này chẩn đoán bệnh nhanh hơn. Chỉ cần mình nghe bệnh nhân có cái ho khan thì thay đổi tư thế là trong đầu nghĩ hai ca này có càng dịch hay không, thì về phần nghe mình nghe liền xem bệnh nhân này có hội chứng quá giảm hay không. Mình cho một mình để chụp x quang phổi, mình thấy mờ động dịch có đường con tâm xô, mình cho ca này qua chụp dịch màng phổi gửi xét nghiệm là mình ra được chẩn đoán. Còn nếu như mình không biết thì mình sẽ chậm hơn em, chậm con bỏ sót. Còn sẽ có những người bệnh ta khen là cái ho chủ yếu buổi sáng, thì sáng nào tôi cũng dậy, đặc biệt là cái nước miệng tôi ho là ngắn,
Vậy là đó là một biến cố viêm phế quản mãn do thoát huyết áp. Thì thường bệnh nhân sẽ ho và làm nắng buổi sáng. Khi người bệnh ho thì mình để ý đến cái nhiệt điều và thăm sát hơn. Tức là người bệnh này ho là ho 4 tháng từng tiếng hay là ho cơn. Cái này nó cực kỳ quan trọng nên. Tuy nhiên là đang làm rất nhiều năm. Đứng trước một người bệnh mà người bệnh nó ho, nghe nhiều bệnh nó ho thì mình cũng biết, một ít ca mình biết cái nhóm bệnh lý của bệnh này là nhóm bệnh lý nào. Và này nó quan trọng nhất. Em sẽ để ý đối với bệnh lý nhu mô phổi, người bệnh viêm phổi thì thông thường người ta ho uống kháng từng tiếng. Còn đối với bệnh lý đường thở thì thông thường bệnh nhân sẽ ho cơn. Ví dụ em và trong lớp em sẽ để ý là gì? Chắc chắn là hành trình trong đời thì nó hơi quá, nhưng trong năm vài năm thì tất cả mấy em đây đều có nhiễm siêu vi, mình gọi là cảm, mình gọi là trúng gì đó hay là cảm lạnh gì đó nhân gian gọi, nhưng mà là nhiễm siêu vi. Rồi có phải là mấy em sẽ có triệu chứng toàn thân là mỏi quậy quậy, hơn chút nữa mấy em có sốt và thường có thể có nhức đầu, sổ mũi, nhĩ mũi, chảy nước mũi, rồi ho khan. Có phải 3 ngày, 5 ngày em sẽ khỏi. Nhưng thông thường một vài lần đó sẽ có một lần gì em, cái ho, em khỏi gì hết, nhưng cái ho nó còn. Và như vậy là có thể là mình chỉ viêm phòng do siêu vi, hoặc là viêm phế quản do siêu vi. Đặc biệt cái đợt nào em viêm phế quản đi do siêu vi, hoặc là cái đợt đó em kéo dài chút 3, 5 ngày nó hết, hết thì biến còn lên, nhưng ho nó còn kéo dài tuần, 2 tuần. Và lúc đó có thể là bồi nhiễm do vi trùng, em có thể có tàn vàng đường xanh nữa. Nhưng nói chung là khi mà em có cái viêm gì vậy của cái đường thở, có phải là lúc đó em ho vậy, ho thành cơn. Thường mà em vào trong lớp thì trời lạnh lạnh, em ngồi dưới quạt, em ho nó đầu tiên nó ngứa ngứa nhột nhột, mà ho mà em không nín được, em càng nín nó càng vậy, càng mắc ho. Mà thông thường là em cứ đứng dậy bước ra ngoài gọi là ho cơn tỏ mặt chảy nước mắt á, rồi nó từ từ cái cơn nó hơi bớt em mới vào lại. Như vậy thì anh nói để em thấy là, và lúc đó nó là gì vậy, em đang đi quý phế quản và co thắt tay, nó nhộn nhộn thắt thắt tay em không nín lại được. Vậy thì cái quan trọng, cái nhịp điệu này quan trọng không? Em hỏi người bệnh hỏi, hoặc em nghe người bệnh ho, nếu người bệnh ho từng tiếng hay ho cơn nó đã gợi ý nghe cả trong cái cơn ho, mà em nghe cái tiếng nữa, em nghe cái âm sắc để biết ca này là viêm thanh quản, ca này là viêm họng, hay ca này là viêm khí phế quản. Nếu em làm gì em không, và em ứng dụng điều đó trong thực tiễn và bản thân em nhận ra, thì anh nói đương nhiên giống như anh là anh làm được chuyên ngành này, anh cũng đã từng học học tập những điều này và anh cũng đã khám rất nhiều người, thì bản thân anh khi anh nghe người bệnh ho thì anh cũng hướng đến chuyện là cái bệnh lý này nó nằm ở đâu. Nhưng đối với em thì có những anh nói ý nghĩa là tầm quan trọng đó, để em tập, em học hoặc sau này em làm được cái ngành này thì em sẽ xem lại. Chưa quan sát mình xem là cái ho đó cao hay là thấp, ta dùng thường nó tương đối như vậy, thường thanh chút nha, ho vang không ổn giống như tiếng chó của anh mà nó bị thắt quản đấy. Cái từ người ta dùng nhiều khi nó giống như thôi đó, mà nó tương đối tính tình đấy. Và khi ho thì mình phải hỏi tiếp nữa là gì em, ngoài cái chuyện thời điểm mình ho, hỏi phát ho, ho buổi nào, ho này từng tiếng hay ho cơ, cái âm sắc khi ho, rồi mình phải hỏi những gì là bệnh nhân ho khan hay ho làm. Và khi bệnh nhân mà ăn ho càng làm thì mình lại phải hỏi thêm là gì em, cái lượng đàm một lần ho ra là bao nhiêu, một ngày tổng lượng đàm bằng bao nhiêu, ho càng làm chủ yếu là buổi nào trong ngày, rồi quan trọng là gì em, đàm có màu gì, đàm đó có hôi hay không hôi. Mình có hỏi đến nha, vì sao mình hỏi đàm hôi hay không hôi em, để em học vi sinh ký, mình có vi khuẩn, vi khuẩn kháng viêm và yếm khí, yếm khí là hôi. Như vậy nếu như cái nhiễm trùng này là do vi khuẩn yếm khí đàm người mình sẽ hôi, mà yếm khí tiếng này quan trọng em, quan trọng vaccine. Vì giống khởi đầu anh đã nói em này, ngành mình là mục tiêu cuối cùng của nhân viên y tế là chữa khỏi bệnh. Mà chữa khỏi bệnh, em chẳng đoán ra bệnh, em điều trị sai thì cũng gì em cũng không khỏi bệnh.
bệnh nhân bị nhiễm trùng do vi trùng yếm ký, nhưng em chẳng có muốn bệnh, nhưng em chọn kháng sinh là kháng sinh diệt vi trùng ái ký thì bệnh khỏi không? Khỏi. Vì sau này em học vi sinh em thấy là mình có chia vi khuẩn ái ký, vi khuẩn yếm ký, vi khuẩn có vi khuẩn nam âm, vi khuẩn nam dương. Rồi sau này em học em sẽ biết là tổng cùng có từng vi trùng đó, cùng là nam âm nhưng có những vi trùng cùng nó thì em có kháng diệt kháng sinh trong tuần. Khi điều trị đó là mình phải dùng những kháng sinh gọi là thế hệ sau mà mạnh hơn. Sau này em học dược em cũng biết nữa. Vậy thì không phải bệnh nhân nào cũng kê một loại kháng sinh, vì kháng sinh đó có thể chữa được yếm ký nhưng không chữa được ái ký. Cái kháng sinh đó về mặt về dược đại học mình biết là nó chữa được phế cầu nhưng nó sẽ không chữa được tụ cầu. Vậy thì nếu mình chẩn đoán nhiễm trùng này do tụ cầu thì mình phải chọn kháng sinh tương ứng để diệt tụ cầu. Nên vì sao anh nói em hỏi là họ nghĩ vậy? Vậy thì có làm mình phải hỏi là bệnh nhân ho hàng nào vào buổi nào, vì buổi nào sau này sao bệnh của mình em viêm phế quản mãn do hút thuốc lá tuần ho hàng nào buổi sáng. Và chúc em học gì nếu là giảm phế quản còn nhiễm thì bệnh nhân ho hàng nào liên tục cả ngày, nhưng mà lượng làm sẽ là nhiều, có thể 100-200 viên một ngày. Vì vậy em học phải biết nha. Và cái màu sắc tàn vậy anh, nếu mà nói này quá. Ở đây mình nói chi cũng làm chúng em là vì em đưa cái lọ anh nó từ đường càng làm nhưng chưa chắc là làm được thấp dưới, nhiều khi nó chỉ làm thấy còn vậy cùng mình. Nên cái tàn đó khi em soi nó trên 25 bậc cầu và nó dưới 10 tế bào biểu mô đất tầng thì đó mới đúng là làm từ đường thấp dưới. Thường ta nói làm nhì trong dính mà tuần sau cơn khó thở hoặc sau này không phải cơn hen thì đàm một nhân sau cơn hen thì đàm trong ngày chính nè. Và là trong trường hợp của mỗi cấp này, mỗi cấp mà tối nay thì thường bệnh nhân sẽ ho càng đàm thì em cảm chí một màu hồng. Còn đàm màu sắc gì nó gửi đến tác nhân quy trùng của em, chúng ta đàm lý xét sẽ gặp thì em là mặt hộ nhiễm do phế cầu, đàm màu đỏ là nhiễm trùng do Bartonella, đàm màu xanh do trực cũng muốn xanh là siêu đông lá, đàm màu vàng do tụ cầu stadio, hoặc là đàm môi gặp kiếm khí đúng không hả này. Và là trường hợp em hỏi lịch sử của mình cay đàm ho cạt rất nhiều đàm đó, đàm mũ rất nhiều đàm mũ thì mình coi chừng lúc đó này em nhắc ở giai đoạn này em nhiễm trùng tạo thành ổ áp xe, rồi ổ áp xe nó không có đường thở thì ho cạt ra gọi là giai đoạn mũ. Ho người ta cũng chia vậy, ho cấp, mãn cấp hoặc là ho mãn. Thường ho cấp tính thì người ta sẽ gặp là thường là nhiễm trùng áp trên hoặc bệnh nhân bị viêm phổi. Ho mãn cấp thì đây Michael Black mà. Ho bán cấp tức là thời gian kéo dài vài tuần, mà một trong những nguyên nhân mình hay gặp là sau khi cái nhiễm trùng đường hấp trên lên và cái nhiễm trùng đường hấp trên nó hết rồi, nhưng mà do tình trạng thận tiết đàm và đàm nó chảy xuống về cửa mũi sau kích thích thành đồng bệnh em ho gọi là hội chứng chảy mũi sau đấy. Hoặc là mình gặp nhiễm trùng hô hấp mà do những tác nhân không điển hình đó là Mycoplasma và Chlamydia. Cái này vi sinh em học rồi, em học vi sinh chưa? Xong. Hai học rồi. Xong rồi. Xong rồi em học rồi. Vi sinh mình có những tác nhân không điển hình, không điển hình có ba tác nhân nha: Legionella, Chlamydia và Mycoplasma. Vì sao sau này học mình mới thấy vậy? Vì nhóm tác nhân này nó gây nhiễm trùng ở phổi chủ yếu là mô kẹp của phổi. Thì sau này em học bài viêm phổi và sau này thì em sẽ làm này. Cẩn thoải mái. Còn ho mãn tính thì do nhiều nha. Bệnh nhân hút thuốc lá thì coi chừng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là mô phổi. Ho mãn tính có thể liên quan đến thuốc, một số thuốc gây ho ví dụ như là thuốc chế men chuyển để điều trị tăng huyết áp, hoặc là giống như là nói nãy có thể là bệnh nhân bị
chào luôn gia chị hôm qua dịch cho chị tàu luôn đây có cái nghiên cứu thích cũng bỏ bằng được những con không kéo dài hoặc là trường hợp theo như là mình biểu hiện bởi ho cơn nó chưa điển hình đến hèm nhiều để lên khó thở nhưng biểu hiện bởi kích thích và ho cơn hoặc một số trường hợp mà viêm phế quản cho tăng thành cầu gì đó là cầu bản thân nguyên nhân đối với mẹ bây giờ ấy không em khi nghe chuyện này em nghe nó sẽ có nó còn mơ mông nhưng mà không có cách nào khác mình học mình biết mình nhớ rồi sau này đi đến từng chuyên khoa mình sẽ học